Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin gửi tới mọi người một video ngắn giới thiệu về sản phẩm, đó là két nước của Toyota Camry 2003. Đây là sản phẩm của hãng Sakura Indonesia. Đây, bây giờ em xin mời mọi người sẽ cùng em tìm hiểu về các cái chất liệu, quy cách cũng như hình thức của nó. Đây là tổng thể của chiếc két nước. Với hàng của Indonesia thì cái chất liệu nhôm của nó rất là đều nhau. Nó không bị chỗ trắng, xô, các lan, tản nhiệt rất là đều. Và cái quy cách đóng gói của nó cũng rất là đảm bảo để cho không bị vỡ. Quan trọng nhất là cái ống nước và các cái đường dẫn này thì người ta đã chèn một cái khung xốp như thế này. Đây. Anh em có nhu cầu tìm hiểu và hỗ trợ tư vấn về sản phẩm, liên hệ Zalo Viber với em theo số điện thoại là 0769086333. Hỗ trợ lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Đây, anh em nhìn cái hàng này nó rất chắc chắn. Tất nhiên là nó không thể là bằng với hàng của hãng Denso, nhưng nó sẽ hơn hàng liên doanh. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.